xin giới thiệu một các cái tính năng hoặc cách sử dụng của đàn Roland HP145 đó. Tôi giới thiệu qua một chút về cái cây đàn này nhé. Đàn HP145 này là đàn của Nhật này. Rồi và cái chiều kích thước của nó thì bề này là bề ngang của đàn này là 1m41 đó, cao này là 1m08 từ dưới đất lên. Và chiều sâu này là khoảng độ 52 phân. Đàn này thì đủ phím piano luôn, là 88 phím này đó. Rồi, các bài demo có sẵn thì nó sẽ có 9 bài đây đó. Đó, nhìn thấy đây, chúng ta khi mà muốn bật demo thì chúng ta kết hợp cái phím này, phím demo này với phím số 1 chẳng hạn, giữ phím demo và ấn cùng với phím số 1 đó, thì nó sẽ chạy bài số 1. Thì nó thiết kế volume này ở dưới gầm của cái chỗ này. Cái đàn này thì công suất của nó là 31W. Cái đàn và hai cái đàn này nó có hai rắc cắm phone nhé. Đây nó có chức năng của cái reverb và tạo vang này. Rồi chọn tiếng, ví dụ chúng ta chọn piano thì chúng ta ấn vào đây luôn. Thì nó sẽ về tiếng piano tự nhiên. Đó. Rồi, nó sẽ có một số cái tự âm thanh khác của đàn piano điện này, happy chord và đàn dây nữa. Đấy, chúng ta muốn đổi thì chúng ta ấn giữ cái phím tone này. Đó, giữ vào đây và kết hợp với một phím ở xung quanh đây. Ví dụ chúng ta muốn đổi sang tiếng đàn piano điện thì chúng ta giữ phím tone và ấn thêm phím này. Đó. À, đó. Đấy là cái cơ bản và tính năng của cái cây đàn này. Mình sẽ quay xa một chút để các bạn nhìn cái dáng cây đàn rất là gọn, giống thiết kế của đàn upright. Âm thanh thì khá là tự nhiên. Đó. Ok, cái này thì đằng sau của nó thì nó có rắc cắm kết nối MIDI. Đó, kết nối MIDI. Đấy, thì cơ bản thì cây đàn này nó sẽ có các tính năng như vậy. Xin cảm ơn.